Chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì Atoptic vừa về một cái tròng kính vô cùng đặc biệt, đặt cho một khách hàng vô cùng đặc biệt là anh Tùng. Chiếc tròng kính này được đặt cá nhân hóa theo thông tin số gọng và thông tin khuôn mặt của anh Tùng. Tròng kính mà anh đặt là tròng kính đổi màu trà chiết xuất 1.71 của hãng Zinmi Singapore với rất là nhiều các cái tính năng đi kèm. Tròng kính đổi màu trà chiết xuất 1.71 hiện tại là tròng kính mỏng nhất thế giới. Nếu như đổi màu khói thì chúng ta có thể có đến chiết xuất 1.74, tuy nhiên đổi màu trà thì chúng ta hiện tại mới chỉ có đến chiết xuất 1.71. Và chúng ta hãy cùng Atoptic review xem là cái bộ tròng kính này có điều gì mà đặc biệt đến như thế. Và đây là bộ tròng kính khi mà chúng tôi nhận được, bao gồm một chiếc hộp kính của hãng. Ở trong thì chúng ta sẽ có một chiếc thẻ bảo hành cứng, trong đây sẽ có những cái thông tin cá nhân của anh Tùng. Và chúng ta sẽ có một chiếc khăn chính hãng Zinmi đi kèm. Ở trong bộ tròng kính chúng ta sẽ thấy những cái thông tin ở trên bao bì. Tròng kính RX là tròng đặt đánh của hãng Zinmi chiết xuất 1.71 đổi màu brown với váng phủ SHMC AR Blue, mắt là mắt phải, số độ là -6.75 loạn -1.75. Tương tự như vậy thì mắt trái của anh là cận -6.5 và loạn là -1.25. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tính năng của tròng kính. Ở đây thì tròng kính sử dụng cái lớp váng phủ AR Blue. Tròng kính là tròng kính đổi màu khi ra nắng, hạn chế vỡ, an toàn hơn cho mắt và bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh. Cái lớp phủ super hydrophobic này thì hạn chế chảy, chống chói lóa tốt, rất là trơn trượt và khó bám bẩn, dễ lau chùi. Hiện tại thì cái tròng kính đặt đánh của chúng ta đây ạ, mọi người có thể nhìn thấy là tròng kính RX 1.71AS đổi màu trà lọc ánh sáng xanh có giá bán hiện tại là 8.650.000 đồng. Và chúng ta sẽ được chiết khấu 10% khi mà chúng ta đặt hàng qua Atoptic. Và bây giờ chúng ta hãy cùng review chi tiết ở bên trong tròng kính sẽ như thế nào. Như quan sát thì chúng ta có thể thấy là tròng kính có cái lớp ánh xanh dương rất là đẹp. Ta có thể nhìn thấy ở đây là cái logo của nhà sản xuất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng test đến cái khả năng chống tia cực tím của tròng kính. Đạt chỉ số UV 400, bảo vệ mắt hoàn toàn khỏi tia cực tím. Bây giờ chúng ta sẽ test đến khả năng đổi màu. Chúng ta có thể thấy tròng kính đổi màu trà rất là đẹp với cái ánh xanh dương. Và bây giờ chúng ta sẽ test đến khả năng chống ánh sáng xanh. Đây là chiếc bút giả lập ánh sáng xanh có hại từ điện thoại, máy tính. Khi mà chúng ta chiếu qua tròng kính sẽ cản lại cái ánh sáng xanh có hại. Chúng ta có thể nhìn thấy. Vâng ạ. Và chiếc kính mà anh Tùng chọn hôm nay là chiếc kính LV. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tròng kính đổi màu trà lắp lên chiếc kính LV này sẽ như thế nào ạ. Vâng, và chiếc kính của chúng ta đã được cắt xong ạ. Chúng ta có thể thấy tròng kính ánh màu xanh dương rất là đẹp ạ. Và chúng ta có thể nhìn thấy là tròng kính có chiết xuất 1.71 rất là cao nên là không có bị lộ viền một chút nào ạ. Mặc dù độ của anh Tùng là mắt phải là -6.75 loạn 1.75, mắt trái là -6.5 loạn 1.25, không lộ viền một chút nào luôn ạ. Rất là mỏng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test đến khả năng đổi màu của tròng kính. Chúng ta có thể thấy tròng kính đổi màu rất là đậm như một chiếc kính thời trang thông thường với cái ánh màu xanh rất là đẹp. Khi mà đeo vào mắt thì sẽ rất là dịu mắt ạ. Vâng, và vừa rồi thì Atoptic đã giới thiệu đến anh chị cái tròng kính đổi màu trà chiết xuất 1.71 đặt đánh của Zinmi. Nếu mà anh chị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ thông tin ở trong phần mô tả để Atoptic có thể tư vấn cho anh chị những cái tròng kính và gọng kính phù hợp nhất với lại cái yêu cầu của anh chị. Xin cảm ơn.